Hello anh em nha. Thì cũng có một số anh em yêu cầu em quay mấy em xe cóc mới về. Thì mời anh em đi theo em. Em mới nhất tại Mỏ Ninh nha. Mời đi anh em đi theo một vòng nha. Rồi, em này tại Mỏ Ninh, xe con cóc bên em thì còn được 5 xe, Mỏ Ninh đời thấp và Mỏ Ninh đời này. Em này thì mình mới vừa lấy về, mình chưa có quay chi tiết lên YouTube nha. Nhưng mà xe này thì là có thể nói là siêu đẹp. À, full đồ chơi luôn, mâm lớp vỏ mới, nước sơn là sơn mới, sơn nguyên xe lại luôn nha anh chị nha. Xe này rất là cọp, rất là đẹp luôn, dàn ghế da nội thất là mới hết, mới vừa lên màn hình cái đọc luôn nè anh chị, túp lô túp ly siêu đẹp, màn hình 9 inch 10 inch gì đó, đó. Bàn hờ túp lô túp ly nè, dàn ghế da nè, ok chưa, nguyên dàn ghế da mới, logo nhãn mát tem keo chỉ nè. Đó, đã không? Túp lô túp ly nè. Thật sự mà nói, coi nói là một... Anh em không cảm mình đang quay thì có khách điện ha. Xe này thì nói chung là nó đẹp hết rồi, không có khoan đục nha anh chị nha. Trần nỉ đẹp hết. Xe này phải nói là cực kỳ đẹp luôn nè. Anh em thấy không? Gầm bệ số máy êm, 4 mâm lớp vỏ mâm đúc, gầm bệ đẹp luôn nè anh chị ha. Cực kỳ đẹp luôn nè. Xe này cộp luôn á, chứ không phải đẹp nữa. Xe này mình bán 185 triệu cho em xe cộp đẹp ha. Mới vừa về. Focus này thì bữa mới có quay nè. Họ hẳn 5 bữa trước, 6 bữa trước có quay là nó bị hư mô bin mới vừa hai xong rồi. Bây giờ chạy quá êm luôn. Đời 2009 nha anh chị, gia đình nha. Em bán con 160 thôi. Đó. I10 thì khách cọc rồi. Innova bên mình còn 7 xe. Hiện tại ở sân thứ hai của mình ở đây thì tại bãi thì mình còn có 3 4 xe thôi mà xe khách cũng cọc hết rồi. Mấy em xe này đều cọc hết rồi anh chị. Còn mấy em xe mình mới lấy về được hai em nữa, mình đang về. Chắc hai hôm nữa về tới nha. Đó. Innova bữa giờ hút quá trời, mình không có xe bán, mình còn 7 xe mà khách cọc hết trơn luôn. Để ở bãi đây với bãi dưới là khách cọc hết. Civic thì còn 2 xe. Đấy, Civic này mình cũng quay chi tiết rồi, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ. Mình bán 240 thôi. Đó. Jolly này thì cũng có khách dặn thôi. Jolly này mời mình đi đăng kiểm nữa, mình giao cho khách thôi. Camry này mình còn 2 xe nha. Camry mình bán 255 và 260, 255 và 260. Thì em bên đây là cũng có khách hẹn xem nè, không biết xem mà lấy không. Đó, quá đẹp luôn nè. Đó, em này bản 3.0 nha anh chị nha. Xe chọc quá anh em không cảm, mình quay cũng được chi tiết lắm ha. Nói chung thì mấy xe này mình cũng quay chi tiết lên YouTube hết rồi. Anh em cứ lên mà tham khảo ha. Mình bán là 250-260 triệu, còn bớt nha. Innova đây nữa ha. Innova này thì mình bán cho sư thầy rồi. Sư thầy cũng chốt rồi. Đó. Crew thì tên clip này luôn, anh em nào có nhu cầu đang bán Crew thì liên hệ em nha. Crew em hết rồi. Crew còn 2 xe mà khách cũng cọc hết rồi. Xe này khách cũng mới vừa cọc. Và mình còn một con 2016 cũng mới vừa cọc, mình đem xuống bãi dưới rồi. Xe này cũng mới cọc luôn. Xe này khách mới cọc luôn rồi. Audi này đang đi nè, anh em nào mua bán luôn. Đó. Audi này giá rất là hợp lý nha. Anh em nào mua em để một cái giá cực kỳ tốt cho. Xe con cóc nè, xe con cóc còn hai em này nữa nè. Xe này thì cũng có khách dặn nè, không biết sao đây. Xe này gia đình bán 113 triệu. Xe này thì gia đình đời 2013, xe cọp không lỗi nha anh chị nha. Đi mới 80.000 cây thôi. Xe này có độ lipo body riêng theo xe nha, độ heo của xe độ sẵn á, chứ không phải là cá nhân mình độ nha anh chị nha. Xe này xe hãng nó vậy á, nó có lipo body luôn ha, body trước body sau luôn. Thì xe này bên mình đang muốn bán với tới tay người dân tiêu dùng 160 triệu còn bớt, 2013 riêng đét không lỗi, chạy 80.000 ha. Xe này cũng gia đình luôn, keo chỉ thì nó cũng còn khá, 80% nước sơn riêng còn. Xe này thì máy cực kỳ êm, mình bán là 113 triệu. Đó. La City mình bán 119 triệu, đời 2004, bản đủ mắc 1.8 nha anh chị nha. Hệ thống thắng ABS luôn, mâm đúc 4 vỏ khá nè. Xe này mình bữa mình cũng có quay chi tiết rồi đó. Anh em rảnh thì vào xem, thấy cảm thấy thích thì liên hệ cho em Thịnh mình và lấy ha. Bên mình thì nay mơ thì cũng về rất là nhiều dòng xe. Mình về thêm em Camry nè, về thêm Innova nè, về thêm Mỏ Ninh nè, về thêm I10 nè. Đó, cũng rất là nhiều. Ở bãi trước thì mình để đa phần mình để xe cỏ thôi nha anh chị nha. Mặt bằng phía trước này mình để cũng mấy chiếc xe có cỏ mà dạng như cỏ mà rồi cỏ xịn đó nha, máy êm lắm, mấy em xe này. Mấy em ru à, La Note đó nè. Anh em nào thấy được thì liên hệ ủng hộ em, La Note mình bán 53 triệu ha. La Note bị Hà Nội mà được cái xe chất đời 2003, xe máy số gầm còn êm lắm, nước sơn si chuẩn. Với em xe tải máy dầu, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em, lấy máy dầu này về chạy lanh hoanh, máy móc còn êm lắm. Đóng cửa tiêu rồi. Nước sơn còn hẳn băng nè anh chị. 850 kg thùng bự nha. Ngày mơ chắc mình quay chi tiết em xe này quá. Bữa giờ lưu buông mình không có quay. Có nhiều anh em điện kêu em quay ha. Xe này máy dầu bán 80 triệu biển thành phố. Đời 202, đăng ký lăn bánh 208 nha anh chị. Chạy còn được 5-6 năm nữa mới hết hạn.
mua về chạy nửa năm lấy vốn rồi. Với em xe này mình cũng mới vừa lấy về nè anh chị ơi, Kia cốp hai cửa, cửa nóc sân rúp. Dòng xe này xe nhập đời 2009 bản full 2.0 nha anh chị. Xe đẹp không một lỗ nhỏ luôn, hai cửa nha anh chị nha. Chạy nhìn rất là sang trọng nha, đời start top luôn. Vô lăng rất là đẹp nè anh chị ha. Cửa nóc nè, đẹp không? Xe này đúng chắc xe gia đình, xe cọp luôn á. Thì anh em nào có nhu cầu mua bán thì cứ nhắc máy cho em. Xe này rất là đẹp, Kia cốp nè, cái chữ K đầu màu đỏ thấy ghét ghê chưa. Đó. Xe đẹp lắm nha anh chị. Ồ, đang quay có bạn nữ vô dễ thương quá. Bạn gái của thằng nhân viên mình. Chủ thì không có một em vệ nào hết, nhân viên thì thấy cứ 7-8 ngày thấy có một em vệ mới, 7-8 ngày thấy chở em vệ mới lại. Chả hiểu tôi nói làm kiểu gì. Đồ vui. Nhưng mà thật sự là vậy nha anh em ha. Đó. Để ngày mai mình rảnh mình tổng hợp mình ở bảy số số 2 số 3 của mình ha, bãi sơn với bãi làm xe. Còn hiện tại những em xe đây mà để đây là những em xe đang bán ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ nhắc máy cho em Thịnh mình nha. Bên em còn rất là nhiều dòng ha, giá cực kỳ hợp lý không ạ. Thì anh em nào mua thì cứ liên hệ em, bên em có nhân viên giao xe và có hỗ trợ trao đổi nè, giao lưu luôn. Đó, mời mình cũng về được nhiều xe lắm. Hiện tại mấy em xe ngoài này thì xe nó cũng thường nhưng mà chạy cũng còn tốt, hoạt động bình thường. Cũng có nhiều anh em điện hỏi chạy ổn định không. Thì xin thưa thì mấy em xe này là đều là xe Nhật nha. Phun xăng điện tử, ghế nỉ luôn. Nói chung thì giá nó cũng hợp lý mà chạy cũng êm, nó có lốc cửa luôn nè anh chị. Lốc đây luôn rồi nè. Lốc cửa sau nè, cửa trước cũng có lốc luôn, nó có chìa khóa lốc luôn nha. Có trợ lực luôn, có nghe nhạc, có máy lạnh, màn hình Android luôn mới ghê chứ. Xe này mà bán có 40 triệu á. 40 triệu mà trợ lực, màn hình Android luôn, kính bấm luôn ha. Lanos này thì cũng có kính bấm, trợ lực, nghe nhạc đầy đủ luôn, có màn hình luôn nè. Lanos này thì còn khá xe hơn cho nên giá nó 53 triệu ha. Đó là những em xe cỏ thôi, xe lớn như bên mình thì cũng còn khá là nhiều. Innova còn 6 cái xe mà cọc cũng mời về hai em nữa. Thì anh em nào có muốn mua thì cứ alo cho em. Rồi, kết thúc video, chúc anh em và con buổi tối vui vẻ nha. Anh em nào yêu thì cho em xin một cái like, một cái chia sẻ để cập nhật nhiều video từ bên em ha.